Và nhà vườn của chúng tôi ngày hôm nay rất là mưa, nhưng chúng tôi cũng đang đi nhặt những cái cây sim rừng vào như thế này. Đây là cây giống, phân khúc cây giống đây. Đây là phân khúc cây giống, đấy. Phân khúc cây giống đây nhá, rễ tua tủa. Cây giống này thì rễ tua tủa như thế này. Đây, cây này cao 20 đến 30 sen. Và đang nhặt những cái cây nẻ. Đây là những cái đơn nẻ, những anh em mua vài trăm cây. Anh em mua như thế này, 50 đến 100 vài trăm cây thì mình sẽ ra nhặt, đóng những cái đơn nẻ như thế này để vận chuyển đi cho tới anh em bằng các đơn vị shipper, đơn vị giao hàng nhanh, đơn vị giao hàng tiết kiệm. Đấy là những cái đơn hàng mà những cái bên giao vận mà mình vẫn thường xuyên giao cho các anh em. Đây, những cây nhỏ như thế này đây, chuyền cây nó rất là cứng cáp rồi đúng không anh em? Thế là anh em của chúng ta mà đang lựa chọn tìm kiếm giống cây sim rừng thì hãy gọi điện ngay vào số điện thoại trong video này để nhà vườn chúng tôi ship đến tận nơi cho các anh em nhé. Cây rất là thẳng thắn và cứng cáp đây, nõn thì đang bầm tua tủa luôn, rễ thì mơn mởn này. Đấy, nó rất là phù hợp cho anh em của chúng ta mà trồng với số lượng lớn, bởi vì thời tiết hiện tại ở miền Bắc là đang mưa đấy, mà nó vẫn còn trong cái dịp để chúng ta trồng cây. Và anh em nhanh tay gọi điện số điện thoại trong video này nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.